Dự án Sài Gòn One Tower nằm trên đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần Sài Gòn One Tower làm chủ đầu tư, trong đó bao gồm các công ty cổ phần M và C, Tổng công ty du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Đông Á và Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận VNG. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 6.672 m², mật độ xây dựng 46% với quy mô 41 tầng, không tính 5 tầng hầm và 3 tầng kỹ thuật, tổng vốn đầu tư 256 triệu USD, tương đương 5.000 tỷ đồng thời điểm đó. Theo thiết kế, công trình cao 185 m, gồm khu căn hộ 180 căn và khu văn phòng. Dự án khởi công xây dựng từ năm 2007, nhưng đến năm 2011, khi đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự án bất ngờ bị ngừng thi công đến nay. Hiện dự án đang được Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam VAMC thu giữ để xử lý và thu hồi nợ của Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower. Đầu tháng 3 năm 2018, VAMC công bố bán đấu giá dự án này với giá khởi điểm 6.110 tỷ đồng, nhưng không ai mua dù chủ dự án này vay vốn gốc lẫn lãi đến thời điểm bị VAMC thu hồi là trên 7.000 tỷ đồng. Do đấu giá không thành công, nên VAMC đã bàn giao lại tài sản khoản nợ cho phía ngân hàng xử lý. Trong bối cảnh tấc đất tấc vàng ở thành phố Hồ Chí Minh, các dự án kể trên ngoài việc chôn vùi hàng ngàn tỷ đồng nhiều năm qua còn làm ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố. Tòa cao ốc Sài Gòn One Tower cũng từng bị lãnh đạo thành phố bêu tên là một trong những công trình làm xấu diện mạo đô thị. Theo ông Ngô Viết Nam Sơn, các dự án này phải chấp nhận thua lỗ, giảm mạnh giá bán để các nhà đầu tư mới tham gia đầu tư phát triển trở lại và nhanh chóng đưa vào sử dụng. Một dự án bỏ hoang hơn 10 năm thì không thể tính cả tiền lãi ngân hàng và giá gốc hiện nay để bắt nhà đầu tư mới phải gánh chịu. Đó là chưa kể vốn phục hồi, chủ đầu tư phải thực hiện giám định lại về kết cấu, từ đó mới có quyết định tiếp tục xây dựng hay bỏ làm lại từ đầu. Để giải quyết được các dự án bỏ hoang lâu năm, ông Ngô Viết Nam Sơn đề xuất nên đưa điều kiện về thời gian thực hiện trong các đợt bán đấu giá tiếp theo. Điều này để nhà đầu tư mới phải hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng trong một thời gian nhất định, không thể treo dự án thêm cả chục năm nữa. Đặc biệt hơn, chuyên gia này nhấn mạnh đối với các công trình bị bỏ hoang và đang xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh nên rà soát để có giải pháp buộc chủ đầu tư phải làm vỏ bao bên ngoài để không làm mất mỹ quan thành phố. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cần phải rà soát lại, bao gồm cả những khu đất chống bỏ hoang nhiều năm và đưa ra chính sách tháo gỡ, khuyến khích chủ đầu tư đưa vào sử dụng dù là tối thiểu như là bãi giữ xe. Điều này giúp không bỏ phí nguồn lực của xã hội và cũng giảm bớt những khu vực xấu xí trong lòng một đô thị lớn. Ở nhiều thành phố lớn như Paris, Roma hay New York, những công trình đang xây dựng đều có vỏ bọc bên ngoài là những pano thể hiện hoàn chỉnh hình ảnh dự án sau khi hoàn thành. Công trường ngổn ngang vẫn được thực hiện nhưng không lộ diện ra trước mắt du khách hay người dân. Sở hữu một trong những vị trí đắc địa nhất của thành phố, nhưng dự án bị trì hoãn nhiều năm cộng thêm khiếm khuyết về phong thủy, diện tích khuôn viên hẹp có thể ảnh hưởng không nhỏ đến quan điểm đầu tư của những đơn vị tiềm năng.